Review nhanh tốc độ lấy nét của máy ảnh Nikon, cụ thể ở đây là chiếc Nikon Z5. Ống kính sử dụng đi kèm là chiếc Vitrox 85 1.8. Vào việc luôn nha. Ở đây mình sẽ setting là bám theo mắt nha các bạn. Rồi, ở những cái lúc này thì đang lấy nét bình thường này. Sang cái lúc này thì nó lấy nét nhầm, nó không bám vào mắt. Đấy, một lúc phải bám với mắt này. Đấy, cái này thì chuẩn rồi. Đấy, nhưng mà vẫn hơi chậm nhá. Đó. Rồi, một số các cái tình trạng khác. Rồi, chuyển đối tượng khá là nhanh. Rồi, lúc này lại không lấy vào mắt. Ok, ở trong ánh sáng tốt hơn thì nó lấy nét khá là nhanh và chuẩn. Đấy, nhưng nó vẫn bám theo người chính xác lắm. Đấy, lúc này thì mượt rồi này. Nó còn tùy vào cái điều kiện về ánh sáng nữa, nhưng mà nhìn chung hơi yếu là nó hơi đây nó hơi chậm giống như trường hợp này đấy. Đó, nó cứ ao ra ao vào và một lúc nói chung là mọi thứ nó chuẩn nhưng mà nó sẽ hơi chậm một chút. Đó, như các bạn đang thấy đây, nhìn chung cũng không đến nỗi nào, mọi thứ thì vẫn có thể phục vụ tốt cho các cái công việc như trong studio chụp cưới, chụp chân dung. Ở ngoài trời thì mọi thứ nó nhanh và chính xác mượt mà hơn, đông người thì nó hơi phức tạp một tí. Với cái tầm giá của nó hiện tại khoảng loanh quanh 20 thì khá là đáng mua đấy anh em ạ.